Các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình chia sẻ đến cho các bạn một cái kẹo iRope đến từ cái dự án Netshrine Digital MetaVC. Thì cái kẹo iRope này thì sẽ có 2.500 ví nhận ngẫu nhiên, mỗi ví 50 đồng token SDR nha các bạn. Rồi ok, thì xin mời các bạn hãy bấm nút Start để chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ này. Rồi, các bạn bấm vào Submit cho mình. Đầu tiên chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram Group. Rồi các bạn quay trở lại, chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram Channel. Rồi, tiếp theo các bạn bấm Đô. Tiếp theo chúng ta đăng ký kênh YouTube, các bạn kích vào đây. Ở đây các bạn nhấn đăng ký kênh. Rồi các bạn quay trở lại bot cho mình. Các bạn bấm Đô. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ join vào nhóm Discord. Các bạn muốn chấp nhận lời mời. Tiếp theo các bạn quay trở lại bot cho mình. Các bạn nhấn đô tiếp. Tiếp theo ở đây chúng ta follow Twitter. Các bạn click vào đây. Ở đây thì các bạn nhấn vào theo dõi cho mình nhé. Rồi các bạn kéo lên. Ở cái bài game này các bạn nhấn tim, bấm mũi tên đảo chiều. Rồi các bạn quay trở lại mod. Các bạn bấm vào đây. Ở Instagram chúng ta sẽ follow Instagram nhé. Instagram thì các bạn nhấn theo dõi cho mình. Rồi các bạn quay trở lại bot. Các bạn nhấn đô cho mình. Tiếp theo ở đây yêu cầu chúng ta gửi địa chỉ ví BEP20. Thì cái này các bạn có thể lấy trên cái ví chút Coinnet hoặc là MetaMask đều được. Trên ví chút Coinnet các bạn chọn cho mình cái đồng BNB. Tiếp theo các bạn bấm vào nhận. Rồi các bạn nhấn vào đây chúng ta sao chép cái địa chỉ ví. Rồi các bạn quay trở lại bot, các bạn gửi vào cho mình. Rồi, ở đây thì nhiệm vụ chúng ta đã xong nhé. Thì các bạn copy cái link này chia sẻ cho bạn bè. Thì cái kèo này thì nó là một cái kèo nhận ngẫu nhiên. Cho nên là các bạn là 2.500 ví nhận ngẫu nhiên nha các bạn. Mỗi ví sẽ nhận được 5 cái đồng token STR này. Rồi, ok, thì cái video này thì mình xin được dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.